Ok rồi, xin chào bạn. Thì hiện tại mình đang dựng cái sự kiện đó là Incel Extreme Machine Master. Thì ngoài những cái dàn quy sĩ đổ ra thì mình thấy là hiện tại mình đang ngồi trong một cái không gian. Thì đây là một cái không gian phải nói là nó rất là đẹp. Nó mô phỏng một cái không gian làm việc của một designer mà theo như Tech Guru gọi đây là một cái góc phòng làm việc của designer. Thì trước khi mình nói về từng món đó, thì mình sẽ cho xem sơ qua về cái góc nhỏ của designer này nó như thế nào. Thì đây là góc nhỏ của designer và tên là Nguyễn Thị Hương Giang, là chủ nhân của cái dàn này. Mình thấy là mình sẽ có là xe coi 78809G mainboard bên sale và dùng cạc là cạc của AMD, là ghế Tega ha, 6GB RAM cột xe nè, và chúng ta có nguồn bên sale nữa, một số những cái khác. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi sơ qua một chút xíu về những cái gọi là những cái thiết bị mà trong cái không gian nhỏ của góc designer như thế này. Đầu tiên mình thấy là đây là một cái màn hình của Asus. Thì cái này là mình thấy là đã được giới thiệu qua rồi, rất là mới nha. Đây là chúng ta có dòng là Zenstream này. Thì bạn chỉ việc là kết nối nó vào cổng IC, kết nối vào cục nút này, và bạn chỉ có thể đăng ký xài rồi. Và đây là cái bàn vẽ của Wacom nè. Thì đây là cái bộ não của cái dạng này. Đây là cái cục Intel nút mới, rất là ngầu ha, mình sẽ có đầu lâu ở đây. Đó, rất là ngầu như thế này. Thì cục này mình sẽ có một clip mình demo sau. Đó là chiếc xe bộ ha. Đây là cái màn hình. Thì đây là màn hình công của Asus. Và đặc biệt đó là cái màn hình này nó sẽ có một cái công nghệ đó là sạc không dây trên cái phần đế này. Thì bạn nào mà có xài những cái smartphone mà sạc không dây thì mình việc để vào là xong. Cái này như là mình không biết là cái con này mới có sạc nhanh không ta, mình không chả biết. Không có cửa. Rồi, không có cửa rồi, cho mình Honor 10 nó không có sạc nhanh. Rồi, mình để vào sẽ có. Rồi, đây là cái hộp đựng của cục Intel nút như thế này. Mình thấy là đây là chúng ta có xúc rồi. Không biết có đợi hay không đây. Đợi quá, nguy hiểm quá. Rồi, để mình quên đi. Đây là cái dàn PC. Dàn một cái dàn PC rất là nam tính. Nước màu hồng nè. Cây màu hồng mà hồng hoa anh đào các bạn ha, hồng hoa anh đào. Rất là mắt. Đấy. Thì nói chung thì đây là một cái góc nhỏ của designer mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Ok rồi, vậy thôi. Bạn nào gọi là muốn có một góc designer như này thì bạn có thể tham khảo dạng này. Đầu tiên là cảm ơn các bạn.